xin chào quý vị và các bạn chào mừng quý vị đã đến với kênh khám phá lịch sử hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một bài phát biểu lịch sử trọng của martin luther king jr về chiến tranh việt nam bài phát biểu này có tựa đề tổn thương của chiến tranh việt nam martin luther king jr không chỉ là một nhà lãnh đạo phong trào dân quyền mà còn là một người có tiếng nói mạnh mẽ phản đối chiến tranh vậy bài phát biểu này có ý nghĩa như thế nào hãy cùng tôi khám phá bài phát biểu bắt đầu với những lời chia sẻ về tầm quan trọng của việc suy nghĩ tranh luận và thảo luận đặc biệt là trong thời điểm thế giới đầy biến động king đã thẳng thắn nói về sự can dự của mỹ ở việt nam và những tổn thương mà cuộc chiến này gây ra ông mô tả những tổn thương về thể xác một cách chân thực từ những cánh đồng lúa bị tàn phá đến những bà mẹ đau buồn ôm còn ông cũng nói về những người lính trẻ trở về với những vết thương cả về thể chất lẫn tinh thần một hình ảnh đặc biệt ám ảnh là hình ảnh về trẻ em những nạn nhân nhỏ bé của chiến tranh nhưng kinh không chỉ dừng lại ở những tổn thương về thể xác ông nhấn mạnh rằng tổn thương về nguyên tắc và giá trị còn tai hại hơn bởi chúng tồn tại lâu dài và là nguyên nhân dẫn đến những tổn thương về thể xác theo kinh cuộc chiến này đã gây ra nhiều tổn thất Đầu tiên là tổn thất đối với hiến trương Liên hợp quốc. Ông cho rằng Mỹ đã vi phạm hiến trương khi đơn phương phát động chiến tranh. Điều này làm xói mòn mục tiêu của Liên hợp quốc và khiến Mỹ bị cô lập. Tổn thất thứ hai là nguyên tắc tự quyết. King cho rằng Mỹ đã ủng hộ một hình thức chủ nghĩa thực dân mới khi can thiệp vào cuộc chiến. Điều này mâu thuẫn với tinh thần cách mạng mà Mỹ từng khởi xướng. Thứ ba chiến tranh đã làm tổn thương đến chương trình xã hội vĩ đại. Nguồn lực dành cho chương trình này đã bị cắt giảm để phục vụ chiến tranh, khiến người nghèo phải gánh chịu hậu quả. Tổn thất thứ tư là sự khiêm nhường của nước Mỹ. Sức mạnh và sự giàu có đã khiến Mỹ trở nên kiêu ngạo, cho rằng mình có thể làm bất cứ điều gì và không cần học hỏi từ ai. Thứ năm, chiến tranh đã làm tổn thương nguyên tắc bất đồng chính kiến những người phản đối chiến tranh bị coi là kẻ phản bội, bị đàn áp và bịt miệng. Cuối cùng, King lo ngại về triển vọng sinh tồn của nhân loại. Chiến tranh ở Việt Nam đã tạo ra môi trường cho việc chạy đua vũ trang, đẩy nhân loại đến bờ vực hủy diệt. Ông kêu gọi tìm kiếm giải pháp thay thế cho chiến tranh, bởi chiến tranh đã trở nên lỗi thời trong thời đại hạt nhân. King khẳng định rằng ông phản đối chiến tranh vì ông yêu nước Mỹ, ông mong muốn nước Mỹ trở thành một tấm gương đạo đức cho thế giới. Ông kêu gọi những người yêu chuộng hòa bình hãy lên tiếng, hãy phối hợp với nhau để chấm dứt chiến tranh. Ông kêu gọi nước Mỹ hãy định hướng lại quyền lực của mình, hãy tập trung vào lòng nhân ái và sự phát triển của tâm hồn. Quý vị nghĩ sao về bài phát biểu này? Những tổn thương mà King đề cập đến có còn tồn tại trong thế giới ngày nay không? Đây là những câu hỏi đáng để chúng ta suy ngẫm khám phá lịch sử xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe hẹn gặp lại quý vị trong những tập podcast tiếp theo